Phiên chợ rằm tháng 7 là có cái gì đây? À, không có bán thua, tưởng có một cái cốt nào đấy nó hay ho. Út rồi. Này. Nguyên cái gì các bạn có nhìn thấy không? Nguyên cái cổ ngọn. Đấy, đã thành cây rồi đấy. Thực tế là lúc nào vẫn luôn dành tình yêu đặc biệt cho ổi các bác, nhưng mà nhiều ổi rồi với lại ổi chơi trên mái cũng khó. Thì rồi với lại bây giờ mình có nhiều gì cái thật đẹp như chốt có rồi mà nó cứ na ná một lấy về thì không giải quyết được gì nhiều. Đam mê thì đã có cái này đây à, cả cái suối này à? Cả quả đấy đấy. Ở dưới là bao nhiêu tiền đây? Thế nào? Đây, cây mua không? Hỏi cho anh em nó biết. Người đấy á? Ừ. Mua 700 thôi để 1 triệu. Cái mà nó chỉ còn 1 triệu. Đấy, thì còn bồ đề là bao nhiêu? Bồ đề này bao nhiêu? Bán thôi. Bán rồi. Bán cho ai đấy? 3 triệu do chợ đi đấy. À đây à? Bán cho người đông làm mũ. Dằm nó nhanh ý nhỉ? Quen thì thích quen rồi kia làm như từ là liễu anh quen à. Thế còn cây nào nữa không? Còn ở nhà cơ. À cả lấy phương to người ta nhìn ở đây này có còn cây nào không? Không có của nó dùng quân quân bán thì thích ít ớ gặp khách thì ra đi ngay một chậu cái này cái được đấy. Đấy. Nay có lộc đấy. Lộc to. Lộc đề tài. Lộc trước lăn lóc hôm nay nó đã ủa. Này thì làm hay. Xanh à? Xanh mà dăm nó cái cổ này các bác nhìn thấy nó cảm giác nó không phải là xanh đúng không? Nhưng mà nó là xanh. Vì nó to to mập mập này các bạn nhìn cái đoạn này nó giống như cái đa ấy, nhưng mà cái cây này người ta nhập đi bỏ hết những cái nhỏ đi rồi nhìn cảm giác to đầu. Rất là hay. Xanh quê có vẻ như là xanh quê có vẻ như vậy. Hôm qua tôi có ra tôi nhìn thấy cây này nhưng tôi không thích cái thân của nó. Con này năm tiền trước có mang ra chợ rồi bây giờ thôi không hỏi giá lại. Bác hỏi cái cây của bác Lê Minh Tuấn mà cũng có video quay rồi. Xanh quê à, đây là con cũng là một cây túc nữa, cũng là cây túc. Nhìn xa cứ tưởng cụm Nam Điền nó là túc. Rất nhiều phần chắc chung
dâu hay là của ai đấy để chú dâu. Trước có hỏi giá cái này rồi. Nhìn kiểu như giai đoạn cuối nhỉ. Ca trả về. Bệnh viện ca trả về. Bệnh viện ca trả về giai đoạn cuối rồi. Vô cục. Cái ổi không biết bao tiền, hôm trước hỏi rồi quên mất. Cái ổi không biết bao tiền, hôm trước hỏi rồi quên mất. Cái kia đây này. À cái này à? Vâng. Cái chiều dưới. Dưới cái kia chẳng nhớ. Cái kia thì cái kia mấy lần hỏi giờ chẳng nhớ. Con nào đấy xem lại. Đấy, vùng dưới cái này đáng. Đáng. Sợ báo nhầm. Ủa, Trung này không đi à? Đấy, cái của Trung này không đi à? Nó không đi à? Này có đi chợ? Ngồi ăn cho ngồi kia. Em đi đâu bây giờ không biết. Chắc thì ngồi ngớp đồng. Đuối. Em có hai cây ngọc mai. À, là của mình á. Đúng. Đẹp. 3 tiền cây. 2 triệu. 2 triệu. 2 triệu bên này. Còn cây bên này rẻ hơn. Cây đây triệu dưới. Triệu dưới. Đây có cái ổi này hay này. Hoàn nào hay hay. Rất quần quại. Nghệ thuật. Không biết là ở dưới nó như nào. Thực tế là không nhìn thấy. Chỉ biết là nó đến đây nó như thế này thôi. Nhưng mà nó khá là nghệ thuật. Nghệ thuật. Đại bún cuốn lá. Nó là mang về thương mại tốt. Tích ổi, tích viết. Mang về thương mại tốt. Xì. Đấy, đi chợ tiêu điều vãng. Nhất là rằm, người ta làm rằm nhiều. Thứ hai là nó không phải là ngày nghỉ. Rằm. Ở nhà sắp cố, sắp rằm hết. Đang coi 3 củ. Đây nó đòi đúng không? Muốn mua là bao nhiêu tiền? À, bán là bao nhiêu tiền? Đấy là quan trọng. À em. Vâng. Nay chỉ ra thửa cây thôi đúng không? Ừ. Đừng quay buồn cái gì một củ. Cái này củ quá đẹp. Tôi nhìn đít cái tường thịt cao này. Củ đang thẩm. Mời anh ơi. Đây anh. Đó. Đó. Đưa nước ở chợ tí. Đôi mà giờ là mít tím này. Anh mua chậu, anh mua cây, anh gọi là chậu. Anh thích đẹp, anh chả mua chậu này nên bỏ này. Mua chậu lông thôi. Người ta là buôn, người ta trồng mà thế nào là buôn là chỉ cần có chậu thôi. Đấy. Và buôn người ta chỉ cần có cái nhét vào thôi. Chúng mình trồng chơi khác. Đây là sang cái này. Bởi các cái cây đấy thì các bác. Vì sao tôi không nói gì nhiều vì là có các bác thợ, các bác kinh doanh cũng đang hỏi cho nên là tôi sẽ không nói nhiều về giá ở chỗ đấy. Mình tự hiểu thôi mà. Đấy, sang chỗ anh Hiền. Lâu lâu mới lại ra đây. Chào Phúc Tiến. Chợ hôm nay người ta đi cũng chỉ là gọi là chẳng có việc gì thì đi thôi. Cũng tất nhiên là có thu nhập thì tốt, nhưng mà bán được thì tốt, nhưng mà người ta đi cũng là lấy không khí. Thực ra nó cũng là một thói quen, chứ còn thắp hương rằm thì mình kinh doanh mà mình có thể. Bây giờ người ta toàn thắp hương trước ngày rằm và thậm chí là cũng có thể thắp trong ngày rằm, nhưng mà buổi sáng sớm và tối. Có điều đối tượng khách hàng đi
đi chợ những cái ngày như này là rất là ít, cho nên là người ta cái tâm lý người ta không đi, không muốn đi bán nhiều. Ok, bắt đầu từ từ ra đằng này xem có cái gì. Wow, quả này vĩ đại quá. Quay thì không biết là thi thoảng ở chợ nó có cây to này, chứ còn hôm nay thì giá rổ thì hỏi cũng thiếu điều lắm.